Ok, hello, xin chào các bạn, lại là mình đây. Rất vui vì đã được gặp lại các bạn trên kênh YouTube của mình. Chúc các bạn một ngày mới tràn đầy năng lượng. Vâng, và ngày hôm nay mình quyết định sẽ vẽ nhân vật nào đó nhìn hơi ngầu ngầu chút cho các bạn xem nha. Ok, và nhân vật này tên là Tần Thủy Hoàng trong phim Record of Ragnarok. Chất liệu cho bức tranh này thì mình sử dụng bút chì loại 2B và chỉ duy nhất là loại 2B nha các bạn. Và lý do thì mình mua lộn hai hộp ngòi chì loại 2B đó mà ha ha. Nhưng không sao, với cái sự nỗ lực ghi tay thật mạnh ở một số chỗ nên thành quả cuối cùng nhìn cũng ổn đó nha các bạn. Nói nãy giờ chỉ là để biện minh cho cái sự lười lười của mình thôi đó mà mong các bạn sẽ bỏ qua cho cái sự u mê này. Ok, còn bây giờ mình chúc các bạn xem video vui vẻ nhé. Belly on our side.
Lúc vẽ xong thì mình nhận ra là thiếu cái ghế ở sau lưng, may sao mà thêm vào kịp chứ ha ha. Ok, nếu các bạn thấy video này hay thì hãy ủng hộ mình bằng một cái like hoặc chia sẻ cho những người khác cùng xem hoặc đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Các bạn đợi xíu để mình gạch gạch mấy cái nữa thì mới xong thật sự nè. Hà Nội không vội được đâu cơ mà không hiểu sao cứ tới cuối game rồi là tay mình nó run run các kiểu các bạn ạ. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem đến cuối cùng video luôn nha. Rồi xong rồi đó, nhìn có ảo ma Canada luôn chưa ha ha. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.